ta muốn gì? Đón một cái Tết bình an và vui vẻ, chúng ta sẽ nói gì? AKA cố lên, AA cố lên, AA Tây Ninh cố lên. Những lời chúc từ AKA. Chào mấy anh chị nhà máy thì em cũng nhìn những cái hình ảnh của mấy anh chị ở trên nhà máy của mình bị cách ly thì rất là xúc động. Bên nhân viên của AKA rất là cố gắng, tại Sài Gòn đang cố gắng để làm việc và để mang những cái sản phẩm mà mấy anh chị đã cất công và bỏ nhiều thời gian để hoàn thành đến với khách hàng, và luôn luôn giữ cái tinh thần, và chúc anh chị luôn luôn giữ được tinh thần và sự thoải mái, bởi vì sẽ sắp tới chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch và mình sẽ trở thành một công ty lớn luôn luôn biết vượt qua những khó khăn. Dạ, em chúc các anh nhiều sức khỏe, làm việc hăng say và nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn để cùng nhau thành công ạ. Đây là Ken trước dịch. Cũng là Ken khi ở nhà quá lâu. Cuộc chiến lần này là một cuộc chiến rất là khó khăn. Nhưng em biết mỗi người trong các anh chị đều là một chiến binh dũng cảm. Vì vậy em xin chúc các anh chị vững chí, bền tâm, hăng say làm việc và giữ gìn sức khỏe. Hiện tại công ty chúng ta đang ở trong một giai đoạn khó khăn và chúng ta luôn là một tập thể đoàn kết, và các anh chị là một chiến binh. Cố lên. Bên nhà các anh. Chúc các anh chị nhà máy là có nhiều sức khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cố lên. Các anh chị hãy vững chí bền tâm. Cố lên. Anh chị em cố lên. Bộ cảnh sát Phú Mỹ Hưng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị em đang làm việc tại nhà máy AA Tây Ninh nói riêng và các anh chị đang công tác tại tập đoàn AA nói chung. Chúc anh chị có thêm sức khỏe này và bình an, ngoài ra còn có cái là tinh thần lạc quan để cùng với AA vượt qua đại dịch Covid-19 này nhé. Cố lên. Bộ cảnh sát Hoàn Kiếm chúc các chiến binh nhà máy AA Tây Ninh nhiều sức khỏe, đoàn kết, chiến thắng đại dịch Covid. Covid không được la cà, em thì chỉ thích một nhà với AA. Chúc toàn thể nhân viên AK mạnh khỏe, bình an, may mắn, đoàn kết, kiên cường. Vì một đại gia đình AK vững mạnh. Vững mạnh. Dạ, em xin kính chào toàn thể anh chị em công nhân nhà máy AA Tây Ninh. Và chúng em có nhận được thông tin rằng là để đảm bảo cho việc sản xuất cũng như duy trì nhà máy thì toàn thể anh chị em nhà mình đã tự nguyện cùng nhau cách ly tại nhà máy. Thì đối với chúng em đấy là một cái nghĩa cử vô cùng cao đẹp, và qua đây thì chúng em cũng muốn gửi đến lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe và may mắn đến toàn thể anh chị em công nhân nhà máy AA Tây Ninh. Và em tin rằng là chúng ta có thể cùng nhau vượt qua được những khó khăn của đại dịch lần này. Chúc anh chị em sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn ạ. Em cảm ơn. Chịu cách ly ngay tại nhà máy và phải chịu xa gia đình.
nhưng các anh chị vẫn vững mạnh tinh thần, lạc quan và yêu đời. Chiến tranh thời xưa, bom lửa đạn cũng không gục ngã chí kiên cường, hiên ngang bất khuất, tinh thần thép, đồng lòng gắng sức, quyết vượt qua. Ô kìa, cô bé tên Covid, em là cái vít suốt năm qua. Thôi thì em hãy thôi quậy nhé, mọi người sẽ đá em bay xa xa xa. Tập thể và xin hai bà Trưng cùng chúc cho đại gia đình AA và AKA luôn vững mạnh tinh thần, cùng nhau đoàn kết để đẩy lùi cơn đại dịch đi qua một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hãy cùng nhau thực hiện biện pháp 5K nhé mọi người. Có sức khỏe thì lao động hăng say. Xin chào tất cả các anh chị đang làm việc tại AA. Em là Di. Em là Hiếu. Hai em là nhân viên nhà sinh Thảo Điền. Sau đây hai em xin đại diện nhà sinh Thảo Điền gửi đến anh chị đang làm việc tại AA Tây Ninh lời chúc sức khỏe và nhiều niềm vui động lực trong công việc. Và em hy vọng các anh chị sẽ có rất là nhiều năng lượng và động lực để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được giao sắp tới. Cố lên anh chị, cố lên. Xin chào các chị, em là Trang, nhà sinh Đồng Đa. Rất cảm ơn các anh các chị đã cống hiến cho công ty. Chúc các anh các chị sớm ngày vượt qua đại dịch và trở về lại với gia đình. Chúc các anh chị sức khỏe ạ. Em xin cảm ơn. Chào các anh chị, em là Chi ở nhà sinh Đống Đa. Trong thời gian vừa qua thì em biết là các anh chị đã trải qua một giai đoạn rất là khó khăn vì đại dịch Covid. Thì em cũng rất là cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng công ty, đồng hành cùng nhà máy. Và em hy vọng là trong thời gian tới các anh chị sẽ giữ gìn được sức khỏe và giữ vững được tinh thần để cùng để chúng ta cùng vượt qua đại dịch và cùng đạt được những mục tiêu ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin chào tất cả anh chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phúc và đây là Hoàng Anh ạ. Và em đến từ nhà sinh Yên Hòa. Chúng em xin chúc anh chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe dồi dào, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vâng, vì một đại gia đình AA, AKA vững mạnh vượt qua đại dịch ạ. Yeah. Chào các anh chị ạ, chúng em đến từ Tiên Bella Vita Sài Gòn. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người trong đại gia đình AA AKA nhà mình ạ. Dạ anh chị ơi, mỗi ngày trôi qua của chúng ta thì sẽ luôn là cũng sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra. Thì em mong là các anh chị sẽ luôn giữ trên môi mình một nụ cười và một tinh thần lạc quan để chờ đón một ngày mai tươi sáng hơn nha. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn nỗ lực và kiên cường trong hoạt động sản xuất của công ty suốt thời gian vừa qua. Thì em tin rằng đây sẽ là một tiềm lực mạnh mẽ nhất để cho khi mà bước qua cái kỳ đại dịch này thì AA và AKA sẽ luôn phát triển bùng nổ và vững mạnh hơn nữa. Rồi Bella Quyết Lớp ạ. Xin chào mọi người. Chào mọi người.